thưa bà con, đây là anh Tán ở thành phố Hồ Chí Minh mua 600 đồng về nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bạn của anh xã. Bây giờ khách hàng đem về trung tâm hành chính công ở cái nơi mình ở đó, mình nội mình cái cấp mạng chạy nuôi. Sau này khi mà trồ nó có chịu ra thì mình tăng đàn nó được. Đây, sáng từ về thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay anh em trao đổi về cái nuôi trồ. Cái à, coi cái được hơi về nhà nó lộn, lộn được nha, có nhiều ông đem về nhà nó lộn. Rồi ok nha, khỏe mạnh nha. Thấy nó dài, đoạn thấy cái đu nó dài hơn mình đó. Rồi ok nha. Rồi bỏ tôi lưới đi. Đá. Không kỹ cái gì đó nó lộn đó. Cho nó gõ gàng đó được. Kiểm tra kỹ đi. Gái vậy mà dài. Rồi. Gái đúng không? Gái. Sao là nhiều người khoái gái vậy? Mà tôi hỏi ví dụ như đàn ông mà kiếm như bà không được mà sao mà chăn nuôi lại kiếm nhiều? Có mắt sáng không? Đổ cái này mắt con này đi hơi được không? Nó lại á. Quất liền thấy không? Ăn hả? Rồi cho miếng nữa coi. Đó. Ừ. Rồi ok nha, con này ok nha. Ăn uống ngon lành ha. Mình kiểm tra cho nó dễ. Gì đó. Cần thảy cho nó út. Chưa cho ăn. Kia. Như vậy mình cho nó ăn uống ít ít thôi, mới về mà ha. Mình nó tăng cái sức đề kháng cho nó ha. Còn cá chê rồi ok nha. Thì nó xanh vài bữa cái nó mới teo lại, nó gom lại đúng không, gom lại nó lên giống rồi. Trắng như thời cây em rồi. Thấy không, đẹp à. Rồi ok.